Các bạn có nhu cầu về đồ thể thao hãy liên hệ với shop thể thao Hoàng Long, điện thoại Zalo 0988 929 284. Thể thao Hoàng Long uy tín là trên hết, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chào toàn thể quý vị khán giả hâm mộ bóng chuyền, mời quý vị và các bạn theo dõi trận chung kết giải bóng chuyền vô địch thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh huyện Bắc Cạn tỉnh Bắc Cạn năm 2021. Trận đấu giữa hai đội, đội mang trang phục màu vàng với gần màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là đội đến từ xã Xuân La. Đội mang trang phục màu xanh bên phía xa màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là đội đến từ xã Bộc Mộ, được coi là chủ nhà của trận đấu này hôm nay. Đây được hẹn là một trận đấu rất hấp dẫn và kịch tính. Quý vị và các bạn xem hay thấy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ở trận bán kết thứ nhất thì đội Xuân La đã giành chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ đến từ xã Cát Tân. Còn các cầu thủ Mộc Bố vượt qua các cầu thủ Cổ Linh với tỷ số 2-0. Hai đội lọt vào chơi trận chung kết, trận cuối cùng của giải bóng đá chuyền thanh niên huyện Bắc Nẵm năm 2021. Như vậy trận đấu đã bắt đầu, đội Xuân La là đội giao bóng trước, thôi cho Mộc Bố, bóng ra ngoài, điểm 1-0 cho Xuân La. Được chưa bạn ơi? Trận chung kết nha. Xuân La phát bóng. Xuân La gặp Mộc Bố. Một pha vào bóng tốt của các cầu thủ Mộc Bố. Điểm cho Mộc Bố. Này không được anh Hoàng. Một đều. Quý vị và các bạn xem hay thấy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trận đấu này có bình luận của ban tổ chức nên là mình sẽ nhường lại lời bình luận cho các ban tổ chức. Vừa nắm rồi bạn ơi, đông khán giả quá không chen được, người ta ngồi rồi anh ơi, đông người lắm. Như này chưa anh Hoàng ơi. Điểm cho Xuân La 5-1. Lần này tấn công cho bên Đức. Không qua được tấn công của Xuân La. Tiếp tục Đức. Thất tầng. Phá kết thúc của Hồng Đức. Trong những năm gần đây thì tài bộ là một năm thì với trường hợp của chúng tôi mệnh danh cầu thủ Hồng Đức là cầu thủ chân áp của Thái Lan. Tiếp tục đi lên. Rất là đúng rồi, nợ đời à, đúng rồi, hướng cò
thầy ăn lắm. Cầu thủ có hướng bên phía đội tuyển Sơn La chơi rất đúng phong cách của cầu thủ Lupali của Italia. Ngoài tiếp tục điểm cho Sơn La 7-3. Thế môi mà khỏi sân đấy. Sơn La phát bóng. Ngoài ạ. Ngọc Đức. Cao Tân Toàn ơi, Kinh ơi. Không thể công, nhưng mà tấn công lại thuộc về các đội bóng Ngọc Đức. Kết thúc rất nhẹ nhàng. Tiếp tục Sơn La. Vinh Long. Bóng ra đằng sau các đội Sơn La rất tốt. Lần này thì các đội Sơn La mỗi dính bóng điểm cho đội tuyển đồng bố 4-8. Ngọc Đức phát bóng. Sáng rồi, sáng rồi, chắc rồi. Vinh Long. Vinh Long. Vinh Long. Vinh Long. Điểm 9-4. Tiếp tục Sơn La phát bóng. Văn Thao. Cầu thủ mang áo số 9 bên phía đội tuyển Đồng Bố đã bóng rất căng vào tay trái. Điểm cho Đồng Bố 5-9. Ni Nisda. Thay một tuần luôn ra biên ơi. Đồng Bố phát bóng. Rất hay. Lần này tập trung cho mình các đội bóng rất căng. Năm cầu thủ muốn bảo vệ. Điểm cho đội tuyển Đồng Bố 6-9. Đúng rồi, Toàn ngồi đùa vào vòng trong là toàn đội mạnh mà. Tiếp tục các đội Đồng Bố phát bóng. Được rồi. Kết thúc. Bóng vẫn còn. Lần này tấn công lại thuộc về các đội Sơn La. Bóng vẫn còn. Rất hay. Tiếp tục các đội Đồng Bố tấn công. Vị trí số 3 không thành công. Tiếp tục các đội Sơn La không thành công. Các đội Đồng Bố cuối cùng phần thắng đã được về các đội Đồng Bố điểm 7-9. Sao đây bước một đây. Đồng Bố phát bóng. Không thành công. Số 9 không qua được các đội Sơn La. Lần này Sơn La tiếp tục tấn công. Và kết thúc hiệp đầu tiên là phút bóng bên phía đội tuyển Sơn La 17. Tiếp tục Sơn La phát bóng. Số 3 ba đội bóng của cầu thủ số 3 Văn Thọ đối với đội tuyển Đồng Bố điểm 8-10. Văn Thọ tiếp tục số 3 thêm một điểm nữa cho đội tuyển Sơn La 11-8. Đồng Bố này đang rất khó lên được. Tiếp tục Đồng Bố. Vinh Dũng rất nhẹ nhàng.
tấn công lại thuộc về cơ đồ Sơn La. Kết thúc không thành công. Bóng đá rất chậm. Kết thúc bằng tay trái vừa rồi của cơ đồ Hùng Vĩ không thành công. Lần này tấn công lại thuộc về Vũ Dũng. Cơ đồ Sơn La rất tốt. Tiếp tục cơ đồ đồng đội tấn công. Vũ Chí Thái. Liên tục dần dần cho cơ đồ Sơn La chiến đấu với đội chủ của thế. Chưa bạn ơi. Điểm cho đội tuyển bóng đá chín mươi một. Sau những nỗ lực của trận đấu thì lúc này các cầu thủ bóng đá đã dần rút ngắn điểm số. Điểm lúc này 9-1. Tiếp tục vận hành. Tấn công lại thủ vệ Hùng Sơn La phát điểm. Vận hành. Tấn công lại thủ vệ Đông Đức. Bóng đá rất căng. Điểm số là 10-11. Cắt luôn cả này đi. Tiếp tục vận hành. 11. Tiếp tục vận hành. Điểm 11 đều. Đẹp rồi. Thêm một bàn nữa cho đội tuyển bóng đá 12-11. Tiếp tục vận hành. Vận hành. Lần này tấn công lại thuộc về các cầu thủ Sơn La. Bắt được con. Bắt lưới của các cầu thủ Sơn La điểm cho đội tuyển Sơn La 12-12. Như vậy là đội tuyển bóng đá xin phép hồi ứng lần đầu tiên trong trận thứ nhất trận chung kết. Thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo của hội Phật đản Thống Nhất năm 2021. Viên Thanh cho Thanh đánh và đội bóng đá tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ông chú Văn Bình 300.000 và Tuấn Hương 200.000. Hai bạn đội bóng đá xin chân thành cảm ơn và thay mặt ban tổ chức trận giải đấu xin chân thành cảm ơn anh Dương Như Văn ủng hộ cho giải bóng 500.000. Hết thời gian hồi 30 giây là thứ nhất trong trận chung kết của đội tuyển bóng đá. Điểm cho Sơn La 12-12. Ngọc Đức rất căng. Rất hay. Và cái lúc vừa rồi của cầu thủ Ngọc Đức bên phía đội tuyển bóng đá 13-12 cho bóng đá. Rồi, báo lên. Rất hay. Bóng ra hàng sau các đội bóng đá rất tốt. Lần này tấn công lại thuộc về. Nhưng là pha xử lý bóng lỏng tay không thành công. Điểm cho Sơn La 13-12. Đúng rồi, tốt. Làm nước. Kết thúc. Lần này tấn công. Tiếp tục cao thủ. Đúng bố. Vũ Dũng. Không thể công. Sơn La. Vũ Dũng. Đây là trọng tài các lưới đủ. Sơn La. Điểm cho đội tuyển bóng đá. Chính là chính. Lấy trọng tài phục vụ. Bắt trọng tài phục vụ. Trọng tài phục vụ bắt. Đúng rồi, sao lắm. Tiếp tục phút lớn. Bóng bất cầm.
tấn công thuộc về các hùng. Không thế. Không qua được tay trắng cầu thủ Sơn La. Các lưới điểm cho đội tuyển Sơn La 14 đều. 14 đều. Cho ai được? Đội tuyển Sơn La. Văn Thọ. Không được không. Tay đóng bóng gặp tay hùng của đội tuyển Văn Thọ. Đối với đội tuyển 14, 15, 14 cho Sơn La. Có điểm thôi. Lên chống. Sơn La phải bóng. Châu Thái rồi đã tiếp được bao nhiêu người. Thêm một điểm mới cho đội tuyển Sơn La 16 điểm. Không nhớ gì này. Đội lần này tấn công là thuộc về Tô Bố. Không tấn công. Lên lên thuộc về Sơn La. Đây và tập kết một đội tuyển của Sơn La 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 đội tuyển đánh mày cái này nghĩ đâu rồi cái cặp đấy rồi cái này 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 Sơn La, 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 điểm số là 19-14 nghiêng về đội Sơn La. Ma túy đúng rồi, ma túy chuyển hai cho đội Sơn La. Rồi cắm quả tấn công rất cắm sức mật trong mùa đá rồi thường nóng nghe anh Viên không biết đâu bạn này thôi anh chuẩn chưa kính. Điểm số là 17-20. Thì nó giảm nhẹ tí nữa không lại nứt đấy. Đánh lưu Khánh Truyền nha.
Tên là Dinh à? Dinh Anh Đinh. Dinh à? Đúng rồi, cầu thủ Dinh rất căng, đập rất cắm. Người tuy nhỏ nhưng mà đánh rất căng. Tên là Dinh đánh chắc như Đinh. Số 2 nha. Điểm số là 22-17. Bỏ cái chai nước nha, để trước mặt anh Hiếu ơi, bỏ cái nước ra. 22-17. Hello Hải Nam nha. Nali cũng đánh các bạn ơi. Hello bạn Hướng. Tay này cũng phải dạng người nhỉ. Hay đấy. Đây là giải các dân tộc thiểu số. Anh Không ơi, nước của mình ở đâu hết rồi? Đâu anh không biết. Sao anh đang sâu cơ, có thấy không? Thank you.
Hiệp 2 bắt đầu. Bóng bố phát bóng trước. Ngoài. Điểm đầu tiên cho đội bóng bố. Điểm số là 4-3 nghi về đội bóng bố. Điểm 6-4. Điểm 7-4. Hội ý là nhất của đội Sơn La. Cố gắng nhìn à. Cố gắng nhìn, nhìn đánh. Mẹ bọn nó lùi 3 thủ hết. Cũng lùi thủ hết. Quả này bỏ nhó là hợp lý rồi. Bên kia chỉ có 3 anh.
Qua đây mà Đức không nhảy thì dâm đâu đấy chị. Đánh xử lý không ạ? Nguy hiểm quá. Nhà nó cứ đầy mong. Hình sợ. Dạ mà. Bắn ra, bắn ra. Tiếp tục điểm cho đội U Bố 8-4. Kia là lấy kia. Kia là bỏ mình phải đi chung học một khóa được. Ngoài. Điểm số là 69. Hello, chào chị nhé. Rất uy lực đã giành điểm thì đội Sơn La 9-10. Đẹp rồi.
trong thì hay đấy nhỉ. Điểm 14-12 cho bố. Bắn vào. Bấm cũng ác thế. Điểm 18-14. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quả xoay người rất đẹp. Đó là Giàng A Dinh. Điểm số 20-18. Nhưng về đội của Vũ. Điểm 23-19. Bóng ngoài điểm 24. Hội kết thúc dành cho đội của bố. Điểm 24 rồi các bạn ạ. Ba điểm của hướng cò. Điểm 20-24. Hội cho bố bố. Kết thúc sách đấu thứ hai. Xong. Thế là đã kết thúc sách thứ hai. Tỷ số vẫn là 1-1. Hai đội sẽ bước vào đội sách thứ ba. Rất ổn lên nhá. Ổn lên.
Đã ngủ nhiều đi. Nóng rồi, cái này nó nóng nữa. Về thì em chơi bóng em mặc áo kia. Hay là từ đâu cho nhưng cần lạnh quá mặc áo. Nhưng mà cái áo kia mày nóng lên nóng lắm. Rồi lại chỗ Hello bạn Lưu. Đang ở đâu? Xem đi. Đúng rồi, chung kết em ơi. Điểm 1 đều. Vẫn còn mà đang đánh chung kết. Đi bước qua này. Điểm số là 2-3.
Điểm số là 5-3. Người đội Xuân Lạc. Điểm 6-7. Hello, hello, lực mạnh. Điểm 8-6. Bắt biên.
Chú sao bên kia đi? Ăn đi cả đi. Bên đứng. Anh Hoàng là gì? Số là 90. Kịch tính. Nhau từng điểm một các bạn ạ, rất kịch tính. Đá bên đây.
kinh quá. Xong rồi đấy. 13-11. Tròn nghe lâu lắm không gặp. Thank you.